Đây là loài kiến đỏ độc nhất sa mạc châu Phi. Bị nó tương tác một cái sẽ không sống được quá 5 phút. Tên lính thả nó ra để thủ tiêu một người. Bên này có một anh chàng đang bị chôn gần đó. Toàn thân dưới đất chỉ có đầu bên trên. Mà đàn kiến thì hàng triệu con, thấy anh như mèo thấy mỡ. Chúng thi nhau ồ ạt bò tới người đàn ông tóc dài. Liệu rằng anh ta có thoát được nghịch cảnh này hay không? Thì cùng Queen khám phá bộ phim Vua Bọ Cạp hôm nay nha. Từ xa xưa trước cả thời có kim tự tháp, một đội quân đến từ phương Đông đã xâm chiếm mảnh đất châu Phi màu mỡ này. Bọn chúng rất hung hãn và tàn bạo. Chỉ trong một thời gian ngắn rất nhiều dân tộc đã phải làm nô lệ. Mà kẻ đứng đầu đội quân hùng mạnh đó là Menong. Hắn muốn làm vua của các vị vua thần thoại. Thực chất sức mạnh của Menong đến từ một phù thủy tên Diana. Cô ta được thần linh trao cho khả năng đặc biệt. Đó là khả năng thấy trước tương lai, nhưng lại không cho Diana sử dụng chiếc miệng dưới. Điều đó làm cho Menong chỉ dám ngửi chứ chẳng dám ăn. Đúng lúc này một số các bộ tộc nhỏ bé cùng nhau thành lập liên minh. Họ cùng nhau hợp tác để chống lại Menong. Nhưng để thắng được đoàn quân hùng mạnh ấy là không thể. Qua thông tin họ cũng biết sức mạnh thực sự của đội quân ấy. Đó là không nằm ở tên bạo chúa mà là ở phù thủy tiên tri. Giờ chỉ cần xử lý được cô ta là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vì thế vua Pharaoh đã thuê 3 sát thủ. Họ là những người Akkadian giỏi nhất còn sót lại. Anh Chọc là thủ lĩnh của nhóm này. Ngay sáng hôm sau cả ba đã bắt đầu lên đường. Sau một ngày di chuyển thì đêm hôm đó họ đã đến được doanh trại địch và dễ dàng xử lý tên lính canh một cách gọn gàng. Rồi họ bắt đầu chia nhau ra hành động. Lúc này phía trong doanh trại, một tên trộm ngựa đang bị bắt và treo ngược lên. Bên ngoài anh Chọc chuẩn bị đu dây thừng tiến vào bên trong. Cũng vừa kịp lúc anh Chọc đu dây vào đến nơi. Anh dễ dàng lấy mạng đám lính canh này. Đang sợ bị lộ thì tên trộm lại liên tục cầu xin cứu mạng. Thế là anh Chọc liền đấm cho anh ta một quả ngất lịn đi. Sau khi tìm kiếm anh cũng phát hiện ra lều của ả phù thủy. Ai ngờ bên trong lại là một cái bẫy siêu to khổng lồ. Anh Chọc thì nhanh chân chạy được. Nhưng hai đồng đội thì đã được đưa đến miền Tây Ninh cực nhọc. Nhìn thấy những người anh em nằm xuống anh Chọc cũng rất đau lòng. Vì vậy thì nhiệm vụ vẫn phải được tiếp tục. Anh lấy lưỡi hái rạch thủng chiếc lều dễ dàng đột nhập vào trong. Lúc này trước mắt anh chính là bóng dáng của ả phù thủy. Nhưng khi cô quay lại ai ngờ lại là một người xinh đẹp tuyệt trần. Làm anh không nỡ xuống tay. Đúng lúc này quân lính ập vào. Với bản năng của một sát thủ thì anh cũng dễ dàng tiêu diệt mấy tên này. Ai ngờ mỗi lúc bọn chúng lại càng kéo đến đông. Anh Chọc không kịp trở tay rất nhanh đã bị khống chế. Khi Menong đang định cho anh Chọc đi đoàn tụ cùng đồng đội tới miền Tây Ninh, thì bất ngờ Diana ngăn cản hắn ta. Vì theo cô tiên đoán anh Chọc không được chết dưới tay Menong. Nếu không thì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Tâm linh là thứ không thể đùa được, nên Menong cũng không dám manh động. Tuy vậy thì hắn vẫn có cách khác. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh Chọc đã bị chôn toàn thân chỉ để lại đầu trên mặt đất. Bên cạnh còn có tên trộm ngựa hôm trước. Lúc này một tên lính cầm lửa vứt vào một tổ kiến. Đây là loại kiến đỏ châu Phi. Chỉ cần lượng lọc độc nhỏ cũng khiến một người trưởng thành mất mạng. Huống chi cả một đàn hàng triệu con như thế này. Mà quay đi quay lại anh Chọc đã không thấy tên trộm ngựa đâu. Thì ra hắn biết thuật độ thổ. Qua đó dễ dàng xử lý mấy tên lính canh. Chỉ vì tối qua anh Chọc nỡ đấm tên trộm một quả. Ngất đến tận sáng nay mới tỉnh. Nên hắn muốn cho anh nếm thử cảm giác đau đớn là như thế nào. Sau đó mới dùng lửa để đẩy lui đàn kiến. Anh Chọc cũng tranh thủ sử dụng bộ phận vốn có để giết những con còn sót lại. Cuối cùng thì anh cũng thoát khỏi nguy hiểm. Rồi cùng tên trộm trở lại doanh trại Menong. Rất nhanh hai người đã thành công vào doanh trại. Phía trước một hoàng cung rộng lớn, Menong còn cho người tạc một bức tượng. Việc này càng khiến anh Chọc quyết tâm trừ khử hắn. Anh Chọc đã nhờ một thằng bé dẫn đường vào cung điện của Menong. Không lâu sau họ tìm được phòng của một ông lão. Ông ta là người chuyên chế tạo vũ khí cho Menong. Bị kề dao vào cổ ông lão đành phải nói ra. Tên bạo chúa đang tập võ ở sân sau. Thế là anh Chọc trèo lên một mái nhà để quan sát. Võ công của Menong quả thật rất cao cường. Hắn có thể dùng hai tay hai kiếm dễ dàng chiến đấu. Thậm chí còn có thể dễ dàng bắt gọn mũi tên bằng tay không. Đúng lúc anh Chọc định thử tài nghệ của hắn ta, thì quân lính lại bắt được cậu bé dẫn đường khi nãy. Bọn chúng tìm thấy trên người cậu bé có viên hồng ngọc. Vì thế đã quy cho tội ăn cắp, mà khung hình phạt nhẹ nhất của tội này là chặt một tay. Thế vậy anh Chọc liền gác lại việc trả thù để cứu cậu bé. Nhưng khi bắn mũi tên để triệt hạ Menong thì đã bị hắn đỡ được. Quân lính cũng ngay lập tức được điều động.
Là Menong muốn sống thì chỉ có thể bỏ chạy. Rồi anh nhanh chóng quay lại được phòng của ông già, dùng chiếc máy cẩu đá mới chế tạo của ông ta tẩu thoát. Rất nhanh anh vào được một căn phòng bí ẩn, làm anh chọc phải lập tức rút kiếm, vì bên trong này chính là động quái vật ba đầu của Menong. Cứ thế anh bị đám quái vật này bao vây kín người. Thế là trong mấy giây dùng mình anh chọc đã để đám này lấy hết vũ khí. Bọn chúng sau đó chạy lại gõ cảnh cảnh báo. Lính canh rất nhanh đã ập vào. Anh chọc nhanh trí dùng chính chiếc cảnh làm vật chắn, đồng thời cũng là vật mở đường rút lui. Thành công nhảy được xuống phía dưới. Ai ngờ lại rơi vào đúng phòng của Diana, lại còn đúng lúc cô đang tắm tiên một mình. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt khiến anh chọc điêu đứng. Để chạy trốn anh đành phải nhảy vào bồn tắm, trực tiếp khống chế đưa Diana đi qua đường thoát nước. Bên ngoài một cậu bé đang cầu nguyện được gặp tiên nữ. Đúng lúc này Diana trồi lên từ mặt nước. Trong thành lúc này cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Rất may anh chọc và Diana đã kịp ra khỏi thành trước khi cánh cổng đóng lại. Vừa không bắt được thích khách vừa để mất nhà tiên tri, khiến Menong bực hết cả mình. Hắn lập tức sai người đi tiêu diệt anh chọc và mang Diana về. Thông qua chiếc ống nhòm tự chế, anh chọc cũng phát hiện ra quân lính đã đuổi tới nơi. Anh cho tên trộm ngựa và Diana đi trước, còn anh sẽ một mình quay lại xử lý đám kia. Mà đúng lúc này một trận bão cát lớn cũng ập đến. Nó dễ dàng nuốt chửng một nửa đám người. Những tên sót lại thì bị anh dụ vào một hang động. Đây cũng là địa bàn của anh chọc. Anh thoát ẩn thoát hiện cho từng tên một nằm sàn. Làm thằng nào thằng đấy cứ run như cầy sấy. Tên thủ lĩnh cũng sợ quá mà chạy ra ngoài. Anh chọc thì quyết không tha. Ai ngờ trong lúc giao chiến, tên chỉ huy lại dùng mưu hèn kế bẩn, lấy mũi tên độc cắm vào chân nam chính. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì cũng nhất định phải kéo theo anh. Đêm hôm đó anh chọc ngấm độc sút cao, làm Diana phải liều mạng dùng phép thuật để hút hết độc ra. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, anh chọc mới biết mình vẫn còn sống. Anh hỏi Diana tại sao lại cứu mình. Thì ra cô đã thấy trước tương lai. Anh chọc chính là người sẽ cứu cô khỏi nanh vuốt của Menong. Và cũng chính anh sẽ là người cứu dân chúng khỏi lầm than. Rồi anh dùng con chim đưa thư của tên thủ lĩnh, ship một gói hàng đặc biệt đến cho Menong. Làm hắn mới đầu cứ nghĩ rằng tin chiến thắng báo về. Ai ngờ khi mở ra mới biết bên trong chính là huy hiệu của tên chỉ huy. Điều đó có nghĩa đội quân đã thất bại. Không chịu được cục tức này, Menong muốn tự mình đi tiêu diệt nam chính. Phía khác anh chọc cùng hai người kia vô tình gặp được ông lão chế tạo vũ khí. Sau một thời gian dài nghiên cứu ông đã chế tạo thành công bom nổ. Thế là anh chọc đã chiêu mộ luôn ông về đội của mình. Khi cả nhóm đang nghỉ ngơi uống nước, bất ngờ bị một đám thổ dân bao vây. Bọn họ nhanh chóng bị dẫn về doanh trại. Lúc này tên mặt sẹo người đứng đầu bộ lạc bước ra. Nhìn thấy Diana hắn ta cũng không chịu nổi và muốn độc chiếm nàng làm của riêng. Nhưng đâu có dễ dàng làm điều đó trước mặt anh chọc. Anh tuyên bố kẻ nào dám động đến một sợi lông bím của cô thì anh sẽ không tha cho kẻ đó. Thế là tên mặt sẹo rút kiếm tỉ thí với anh chọc. Cả hai lao vào nhau làm hai thanh kiếm gãy vụn. Không còn kiếm thì chơi tay trần. Với thân hình vượt trội tên mặt sẹo nhanh chóng chiếm ưu thế, rồi còn tự tin gáy bẩn. Điều đó đã động đúng lòng tự ái của anh chọc. Anh bắt đầu dùng hết sức phản công và đã khống chế được tên mặt sẹo chỉ trong chớp mắt. Tên mặt sẹo nói rằng chính bọn họ ở đây sẽ gây nguy hiểm cho dân làng, vì Menong chẳng mấy chốc sẽ cho quân đội san phẳng nơi này. Nhưng anh chọc nói rằng dù anh không đến đây sớm muộn gì, tên bạo chúa cũng sẽ đem quân đến đây mà thôi. Cách duy nhất là hãy hợp lực cùng nhau chống lại hắn ta. Đến tối hôm đó, Diana cũng tiên đoán được viễn cảnh. Menong cùng quân của hắn hủy diệt mọi thứ ở đây. Đồng thời, anh chọc cũng bị trúng tên mà sẽ dần dần ra đi. Tuy vậy thì anh lại chẳng quan tâm và bảo với cô rằng tương lai là tự mình tạo ra. Thà anh có phải hy sinh thì cũng không phải là một kẻ hèn nhát.
sau đó cả hai người có một đêm mặn nồng bên nhau. Đồng nghĩa Diana sẽ mất đi khả năng tiên đoán. Nhân lúc anh Chọc đang ngủ say, cô đã một mình bỏ đi trong đêm. Đến sáng hôm sau khi anh tỉnh lại đã chẳng thấy người đẹp đâu. Liền tìm đến Mặt Sẹo để hắn cho quân đi giải cứu người đẹp. Mà trong thành Memnon cũng đang mở hội, để đẩy cao sĩ khí toàn quân trước khi ra trận. Đúng lúc này Diana trở về, rồi nói cho Memnon một lời tiên tri quân của hắn sẽ đại thắng. Và kẻ địch sẽ tự vác xác tới đây. Ở phía ngoài thì tên Mặt Sẹo đã cải trang thành gái và dễ dàng tiêu diệt mấy tên lính canh cửa. Còn anh Chọc cũng thành công đột nhập vào bên trong. Nhưng sau một thời gian dài mất tích, Memnon nghi ngờ Diana đã mất đi khả năng tiên tri. Vì thế hắn đã cho cô làm một bài test. Có 6 chiếc bình thì 4 cái có chứa rắn độc bên trong. Chọn sai cô sẽ bị rắn độc cắn luôn. Không ngờ ngoài khả năng tiên tri như thần, mà cô còn có khả năng thuần hóa động vật. Bên ngoài mọi người đang ra sức vận chuyển bộc phá vào trong thành trì. Queen đón chỗ này có khi phải lên đến 1 tấn thuốc nổ. Đúng lúc này anh Chọc cũng đã đột nhập được vào phòng. Anh liền nhảy xuống đạp bay tên bạo chúa và tách được người đẹp ra khỏi tên ác ma kia. Hai người giỏi nhất cuối cùng cũng đối đầu với nhau. Với song kiếm trên tay, Memnon dễ dàng chém bay bộ giáp của anh Chọc. Trong lúc hai người giao chiến, thì bên ngoài Mặt Sẹo cũng bắt đầu cho người tấn công. Còn ông già và tên ăn trộm lại bí mật đi cài thuốc nổ khắp nơi. Bên trong anh Chọc vẫn đang chinh chiến với gã cầm đầu. Anh Chọc liên tiếp bị tấn công, đã thế Mặt Sẹo còn bị binh lính đánh đẩy vào đây, làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đồng thời Memnon cũng bắt Diana làm con tin, khiến anh phải mạo hiểm băng qua bức tường lửa đuổi theo. Hai người lại tiếp tục đấu với nhau thêm 300 hiệp. Memnon thì chỉ biết chơi bẩn, hắn đốt cháy song kiếm mà tấn công, rất nhanh đã đánh bay kiếm của anh Chọc. Tuy vậy thì anh quyết tâm không bỏ cuộc, bật dậy bắt lấy hai tay của hắn ta, đồng thời đánh rơi song kiếm của hắn. Memnon lại giở trò chơi bẩn lấy tay rớt cát vào mặt anh Chọc, sau đó dễ dàng đạp anh xuống phía dưới. Một tên lính cũng cầm cung chạy vào. Diana thấy thế liền chạy lại đỡ mũi tên đó, nhưng vì bảo vệ người yêu, anh Chọc đã xoay người chấp nhận trúng tên. Tuy vậy thì anh vẫn không chịu khuất phục, liền đứng dậy rút mũi tên sau lưng, dương cung hướng về Memnon. Lần này thì tuyệt chiêu bắt tên bằng tay đã không được thực hiện. Đồng thời tên trộm ngựa cũng châm được ngòi thuốc nổ, làm mọi thứ đều nổ tung. Memnon cũng bị ngọn lửa nuốt chừng, kết thúc cuộc đời của tên bạo chúa. Khi thấy Memnon tử trận, tất cả quân lính của hắn đồng loạt quỳ xuống đầu hàng. Vì là người đã chiếm được thành, nên anh Chọc cũng được tôn lên làm vua. Sau đó còn được người đẹp tiết lộ cho một bí mật. Thực ra cô chưa mất khả năng tiên tri. Lý do kia chỉ là nói dối để không cho Memnon được chén. Phụ nữ cao tay thì đàn ông cũng phải chịu thua thôi. Cuối cùng bộ phim Vua Bọ Cạp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các review tiếp theo.